Anh em đến với kênh bonsai Tiền Giang nha. Anh em quay bán dấu giống xanh lộc nha anh em, xanh bú lộc nha. Đây em quay cây mẫu cho anh em xem. Đó. Giống này chỉ có tụi em có thôi nha anh em. Còn làm dương mày. Lộc là Bình Dương, chỉ quay cái cây của người ta thôi. Không có giống đâu. Đó, giống xanh bú nha anh em. Xanh bú nu nè, anh em thấy cái cây nhỏ này nè, giống xanh bình thường là nó không có nu nha. Đó, xanh lộc còn gọi là xanh lộc nha. Anh em bán giống luôn nha anh em, bán cây luôn nha. Đó, anh em có mua thể loại nào, đây đây là cây xanh bình thường nè. Nó không bao giờ nó ra cái cục lọc, cục bú giống như vậy. Đây là cây xanh bình thường. Anh em trồng cả ngàn năm luôn nó cũng sẽ không lên nữa. Đây em bán giống. Đây là cây em chiết ra nè. Đó, ra nu nè, anh em thấy quay gần cho anh em xem. Càng ngày cục nu càng lớn nha. Đây một cây. Đó, số lượng rất là nhiều. Đây, đây là những cây giống tụi em chiết ra từ cây mẹ. Đó. Nếu cây giống như thế này nha anh em. Đó, giao lưu với anh em luôn, có bán cây giống cây có nu hoặc không nu luôn nha. Anh em trồng thời gian nó sẽ lên nu chứ không phải trồng là lên liền. Đó. Đây là cây nè. Cây mẫu em quay cho anh em xem cây nu. Đó, hai cây mẫu. Đây, đây là những cây chiết ra. Đó, giao lưu với anh em mọi miền Tổ quốc luôn nha. Đó, anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 0979 582872. Đây là những cây giống nè. Đó, những cây như thế này là 100k một cây nha anh em, 100.000 một cây nha. Đó, chưa lên nu nha anh em, trồng thời gian nó sẽ lên nu nha. Đó, còn lên nu sẽ giá khác nha anh em. Đó, cây mà lên nu sẵn tụi em cũng có giao lưu với anh em luôn, nhưng giá khác nha, giá cao hơn nha. Đó, anh em tùy theo anh em muốn mua cái loại nào thì cứ liên hệ trực tiếp với tụi em. Đây, mua đi. Đó, số lượng đang dâm nè. Đây. Đây toàn bộ là xanh nu hết luôn nha anh em. Đó, 100.000 một cây. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp tụi em. Mấy anh xem thấy hay cho em một like, một đăng ký và một bình luận nha. Anh em nhấn vô đăng ký, nhấn vô chuông á. Mỗi lần em đăng video mới lên nó sẽ thông báo cho anh em liền. Đó, như thế này 100.000 một cây. Đó, trồng khoảng 1 năm nó sẽ lên nu nha anh em. Đây, bên đây tụi em đang nhân giống rất là nhiều. Đó, anh em có nhu cầu muốn chơi nu liền thì mua những cái cây nó có nu sẵn. Còn những cây này tỷ lệ giống như 10 cây là khoảng 7-8 cây nó lên nu nha anh em, chứ không phải là cây nào nó cũng lên nu hết luôn nha. Đó, tùy chiếc cùng một cây mẹ ra lối hết luôn nha. Mà không phải là nhánh nào nó cũng lên nu nha. Đó, anh em muốn chắc ăn thì mua những cái cây có nhánh nu sẵn, giá nó hơi cao nha. Còn như thế này thì 100.000 một cây. Đó. 100.000, cây lớn và cây nhỏ kêu 100.000. Đó, nãy em quay hai cây mẫu cho anh em xem rồi đó. Những cây đó trồng khoảng 1,5 năm rồi đó, nó lên nu rồi nha anh em. 1,5 năm là nó lên. Đó, cây nào lên nó sẽ lên hoài luôn, còn gọi là xanh lộc độc, xanh lộc đột biến. Anh em vô kênh Độc Lạ Bình Dương nó quay một cây 1,5 tỷ cho anh em xem. Cây đó cũng xuất phát từ nguồn gốc ở đây luôn nha anh em, nguồn gốc ở tụi em luôn, ở Tiền Giang, nguồn gốc ở Tiền Giang, xuất phát từ nguồn gốc ở Tiền Giang. Ngoài ra ở miền Bắc rồi cũng không có nha. Giống này độc quyền ở tụi em rồi, tụi em chỉ có ở đây mới có thôi. Rồi, chào tất cả anh em nha.